Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh giày cao gót của mình. Trong video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn những mẫu giày cao gót rơi tầm khoảng 9 phân trở lên, có màu sắc hơi đặc biệt, đó là màu sáng bóng. Như các bạn thấy đôi giày cao gót đang xem này thì nó là màu ghi tối, pha một chút cà phê. Đôi này sẽ là cao 9 phân, phù hợp với các bạn sử dụng công sở hoặc là những cái bạn mà sử dụng những cái trang phục màu trắng. Mẫu này thì sẽ có thêm một màu sáng hơn, đó là màu sữa sáng bóng. Phần lớn những cái mẫu này thì đều chất liệu sẽ là da lì và rất đứng gót. Mẫu này thì thiết kế không khác đặc biệt gì nhiều, chỉ có thêm một chiếc quai nơ đeo ở phía cổ chân để giúp chân mình chắc chắn hơn. Màu thì vẫn là hai màu chủ đạo là màu ghi đen và màu trắng sáng. Mũi giày sẽ được bao bọc bởi một lớp phủ phía trên bằng thép, sẽ giúp các bạn bảo vệ đôi giày hơn, nhất là khi mà mình phải đi cầu thang thì mũi giày sẽ không bị bong tróc nhiều. Tiếp tục là một mẫu giày công sở, thiết kế cổ điển, phía trên chỉ là những cái logo, rồi một đôi màu da. Những cái vết gân da sáng họa tiết cùng với đá đính làm cho đôi giày trở nên sang trọng hơn. Mẫu này thì sẽ là mẫu cao 12 phân, có đá đinh bao phủ xung quanh, rất là phù hợp cho mình sử dụng những cái buổi dạ tiệc hoặc là những cái buổi hẹn. Đôi khi các bạn có thể sử dụng đi làm với những cái màu sáng bóng như thế này. Đôi sáng bóng này chi tiết nổi bật nó chỉ là một hạt trân châu mà nhìn toa lên vẻ đẹp nữ tính. Mũ này thì thêm cái gót vuông đính đá hoặc là gót nhọn 9 phân. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể gửi thông tin cho mình theo đường link phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.